Thưa quý vị, trong khi giao dịch mua bán bất động sản truyền thống đang chật vật do ảnh hưởng dịch bệnh, thì kênh bất động sản online trực tuyến lại đang cho thấy khả năng hóa giải điểm nghẽn. Và chỉ trong một thời gian ngắn, một loạt các nền tảng giao dịch bất động sản online ra đời, đẩy mạnh cách thức tiếp cận khách hàng và tạo nên bức tranh thị trường sôi động. Căn phòng chứa đầy các máy móc thiết bị livestream chuyên nghiệp này là của một môi giới bất động sản thời Covid-19. Toàn bộ điện thoại, máy ảnh chuyên dụng và các thiết bị hỗ trợ đều được chủ nhân đầu tư trang bị mới để đưa các sản phẩm bất động sản lên chào bán online trực tuyến. Hàng ngày, từ căn phòng này, các sản phẩm bất động sản đều được truyền phát trực tuyến với hình ảnh chân thực, sinh động, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Năm ngoái, khi dịch Covid-19 bùng phát, anh Thành, môi giới bất động sản công ty Alpha Real, đã mày mò học cách livestream bán hàng trực tuyến. Từ việc livestream qua điện thoại di động, hiện tại anh Thành và đồng nghiệp đã đầu tư máy ảnh chuyên nghiệp, các thiết bị livestream hiện đại, tiếp cận khách hàng một cách hợp lý với đầy đủ thông tin công khai, rành mạch, hình ảnh chân thực, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Hiện tại là dòng tiền đầu tư hiện tại ở trong khách hàng á, họ bị tồn rất là nhiều, thành ra họ cũng bắt đầu tự họ cũng tìm hiểu và tự họ cũng mày mò hết tất cả những cái kênh như vậy để họ tìm kiếm những cái sản phẩm đầu tư phù hợp với túi tiền, phù hợp với tài chính của mình. Trong khi các mặt hàng như quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng, khách hàng thường dễ dàng chốt mua khi xem livestream, thì bất động sản lại khó hơn, bởi đây là những sản phẩm có giá trị lớn, tính pháp lý nghiêm ngặt hơn, khó có thể hoàn tất giao dịch trên online. Hiệu quả kinh doanh thực tế chưa có nhiều, nhưng về mặt giúp cho thị trường bất động sản trở nên sôi động, hấp dẫn, thu hút nhà đầu tư, thì có lẽ online là cách thức kinh doanh phù hợp xu hướng. Khách hàng thường chốt mua ngay trên livestream, bất động sản lại khó hơn do đặc thù của ngành này liên quan đến những tư vấn pháp lý, tài sản giá trị lớn. Tuy hiệu quả chưa thể thay thế tức thì như bán hàng trực tiếp, nhưng có thể nói đây là kênh phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Mặt khác, việc bán hàng online cũng đang giúp thông tin nhà đất trở nên minh bạch hơn, cạnh tranh hơn. Cái việc mà đầu tiên mà tụi em làm là truyền tải thông tin đến cho các khách hàng. Sau đó thì chúng em để cho khách để lại câu hỏi và tụi em giải đáp câu hỏi đó của khách. Sau khi mà kết nối xong thì tụi em sẽ liên lạc trao đổi qua điện thoại để có cái việc trao đổi cụ thể hơn, chi tiết hơn. Sau cái buổi livestream thì khách hàng nó đã có những cái gì đấy ở trong đầu họ, định hình về cái sản phẩm được bán và nó đã qua được 50% cái quyết định của khách hàng rồi. Những cái gì cần hỏi đáp đối với chủ đầu tư hoặc người bán thì bản thân là cái buổi livestream đó đã giải tỏa được hết những cái nỗi thắc mắc cho khách hàng và nhà đầu tư rồi. Theo ghi nhận, nhiều đơn vị bán hàng bất động sản hiện đã sử dụng kênh online không chỉ dừng ở các tư vấn, livestream hay YouTube trải nghiệm mà các sàn còn tổ chức lễ mở bán online. Tuy nhiên, việc đầu tư một hệ thống giao dịch trực tuyến không đơn giản, đòi hỏi các chủ đầu tư, sàn giao dịch phải có tiềm lực tài chính mạnh và nền tảng vững chắc về công nghệ. Tôi nghĩ việc livestream chủ yếu là cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho khách hàng. Còn việc chốt mua thì cần phải có sự tư vấn sâu hơn giữa khách hàng và người môi giới. Các sàn vẫn phải duy trì song song, vừa tiếp thị truyền thống, vừa tận dụng kênh online. Không thể phủ nhận, kể từ khi xuất hiện, các giải pháp mua bán nhà online đã đem lại những lợi ích và trải nghiệm khác biệt cho người dùng, góp phần làm thay đổi diện mạo của thị trường bất động sản. Mặc dù vậy, để thay đổi văn hóa tiêu dùng của người Việt khi chọn mua bất động sản trực tuyến, cần một thời gian dài và sự đầu tư đồng bộ và dài hạn vào các ứng dụng bán hàng trực tuyến, cũng như việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tư vấn và kinh doanh.